Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ hai đó. Bây giờ là tối 8 giờ rưỡi tối ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi và cuối tuần qua đây chúng ta cũng có một cái thông tin rất là quan trọng mà thường đã chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn rồi chúng ta cái thông tin liên quan tới dầu về việc là cái nhóm opec plus đó, họ đã quyết định cắt giảm thêm số lượng dầu mà sản xuất hàng ngày thì điều này có ý nghĩa như thế nào đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đầu video chúng ta cũng có khá là những cái thông tin nhiều cái thông tin first các bạn những thông tin mà gây sự lo ngại vẫn tiếp tục xuất hiện và đương nhiên một trong những người mà tiếp tục tấn công thị trường này đó chính là elizabeth warren các bạn thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tiếp tục đưa ra những cái ai nhận định để suy chuyển cái suy nghĩ của mọi người về thị trường crypto này một cách không đúng và để thuận chia sẻ thêm vấn đề đó với các bạn nhưng mà dù sau đây nữa đó khi mà các bạn zoom ra các bạn mới thật sự thấy được là cho dù chúng ta nhận được nhiều thông tin phết và thật ra năm nào cũng vậy hết các bạn nhận được nhiều thông tin phết nhưng mà khi các bạn zoom ra các bạn mới thấy được là thị trường này vẫn đang tiến triển và chúng ta thấy được là nền móng thị trường này ngày càng vững chắc và ở thời điểm bây giờ đó chúng ta đã có một vị thế tốt hơn nhiều so với lại cuối năm ngoái rồi đó là điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn trong video này cũng như là cập nhật liên quan tới XRP và SEC ngày hôm qua đó thì thùng bận khai thuế cho nên không có thời gian để mà chia sẻ video với các bạn. Nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ thì cũng đã biết đây là cái mùa khai thuế chúng ta chỉ còn khoảng chừng là hai tuần nữa thôi à, là đã hết hạn để mà khai thuế năm nay rồi, cho nên thông cũng tranh thủ để mà khai thuế ngày hôm qua. Đầu tiên hết thì thông muốn chia sẻ với các bạn về tình hình chung của thị trường thì các bạn thấy được là nếu chúng ta nói tới chứng khoán Hoa Kỳ đó hôm nay cũng không có vừa là quá nở bật các bạn. Chúng ta à, có chỉ số Dow Jones hôm nay tiếp tục à, có sự tăng trưởng là 0.98, S&P 500 đó tăng 0.37 nhưng mà Nasdaq hôm nay lại xuống 0.27%. Pre-market thì cũng không gì gọi là quá bất thường thì bây giờ chúng ta được là cả hai chỉ số Dow Futures và S&P Futures thì không có thay đổi nhiều. Nasdaq Futures thì tiếp tục là âm 0.25 cũng không, không bao đi nhiều lắm đâu các bạn. Chúng ta có hợp đồng vàng đó thì gần ở mức 2.000 đô nữa rồi các bạn, chúng ta mức là 1997 đô cho một ounce vàng hiện tại. Dầu đó thì chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Còn về crypto thì sao các bạn? Crypto đến nếu như nói tới BTC thì chúng ta thấy được là BTC bây giờ mức là 27.945. Có thể nói được là sau khi mà có cái thông tin liên quan đến cái số lượng dầu bị cắt giảm đó thì chúng ta cũng thấy được là thị trường crypto ít nhiều gì cũng có một cái sự phản ứng các bạn. Giá cả của BTC chiều ngày hôm qua đó thì cũng đã có cái xu hướng đi xuống và tới cái mức thấp đó là 27.200 đô, nhưng mà sau đó đã hồi phục lại bây giờ gần như là 28.000 đô rồi. Nói chung đây cũng là cái mức trung bình mà chúng ta đã thấy một thời gian rồi các bạn. Từ thời điểm là khoảng chừng à, 19 tháng 3 tới bây giờ thì chúng ta cũng xoay quanh cái mức này mà thôi. À, cũng đã thấp hơn so với lợi dài ngày trước là khoảng chừng 28.400 đô, nhưng mà cũng không phải là thấp lắm đâu các bạn. Bây giờ chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là khoảng 28.000 đô. À, cả thị trường crypto đó. Thì thì chúng ta thấy được là so với ngày hôm qua thì hôm nay vốn hóa tăng 0.9%, vốn hóa vẫn hơn 1.2 nghìn tỷ các bạn và BTC vẫn chiếm 44.3% của cả thị trường crypto này. Kế đó là Ethereum 19.7% của tổng số vốn hóa. Những đồng lớn thì hôm nay cũng không có gì gọi là quá đặc biệt, ngoại trừ chúng ta có Dogecoin các bạn. Dogecoin tăng 25.1%. Tại sao vậy? Tối ngày hôm qua đó thì thuận thấy Elon Musk đăng cái thuyết này thì sau khi đăng rồi ra thùng mới nhận được là đô coi tăng các bạn chứ thật ra khi mình cái thuyết này thường cảm thấy nó cũng mắc cười nhưng mà nó có nghĩ là đồng dose lại có thể tăng chỉ vì một cái hình như vậy đâu các bạn cái hình trên đầu này là nồng dose lái chiếc xe hơi rồi bị cảnh sát thổi sau đó à, chúng ta thấy được là đưa cái bằng lái nhưng mà bằng lái này đó, lại có cái logo của con chim màu xanh có nghĩa là cái logo của Twitter rồi ở đây nói là doesn't old photo nghĩa là đây là một cái hình cũ rồi à, và sau đó chúng ta đã thấy được là chuyện gì xảy ra sau đó thì chúng ta thấy được là cái hình của Twitter đã, đã đổi từ cái logo con chim màu xanh à, chuyển thành đồng đô như <laughs> các bạn nhìn thấy trên màn hình À, và sau đó chúng ta đã biết là đồng đô lại tiếp tục tăng nữa trong vòng 24 giờ qua đã tăng 25.1% rồi và đây cũng là một trong những lần hầu như là hiếm hoi sau khi mà Elon Musk trở thành CEO của Twitter mà thuyết về đồng Doge các bạn. Các bạn đã biết là trước khi mà Elon Musk mua lại Twitter à, thì thường xuyên thuyết về à, đồng đốt nhưng mà sau đó thì lại ngưng thuyết và sau khi mà mua lại Twitter hầu như cả một thời gian dài rồi không có nghe nói nhiều tới Twitter mãi cho tới bây giờ luôn chúng ta cũng đã biết là có những cái tin đồn là Twitter sẽ có cái ví à, của crypto rồi chúng ta có được những cái hình ảnh đi qua tới Twitter sẽ có một cái Twitter coin nhưng mà Twitter coin đó cuối cùng nó, nó giống như là một cái điểm à, của Twitter chứ không phải là một cái à, tiền crypto các bạn à, cho nên nhiều người cũng mất hứng sau khi mà nhận những thông tin đó rồi cũng không nghe nói gì tới làm sao để thích hợp đồng đô đồ vào trong Twitter tới mãi bây giờ chúng ta mới có một cái thuyết từ Elon Musk có thể là nhiều người đã chờ đợi quá lâu các bạn cho nên chỉ cần một tấm hình thôi Elon Musk cần lên tiếng một cái thôi là đồng đô đồ sẽ tăng 25.1% rồi, thôi sẽ không nói tới đồng đô đồ nữa, chúng ta nói tới cái thông tin lớn đi Đó chính là cái thông tin liên quan tới dầu các bạn Những gì chúng ta nhận được chiều ngày hôm qua đó là cái nhóm OPEC Plus họ đã quyết định là sẽ cắt giảm 1.16 tỷ thùng dầu mỗi một ngày có nghĩa là họ sẽ giảm sản lượng xuống họ không sản xuất nhiều dầu nữa thì chúng ta có thể thấy được là thống kê đó thì bắt đầu là từ nước Nga nước Nga họ đã quyết định là họ sẽ cắt 500.000 thùng dầu mỗi một ngày từ đây cho đến cuối năm 2023 và sau đó chúng ta có được những quốc gia khác đó cũng uh, cùng nhau cắt cái sản lượng dầu chúng ta có Saudi Arabia cung cắt 500.000 thùng dầu một ngày chúng ta có những quốc gia khác như là UAE uh, 144.000 thùng dầu sẽ bị cắt Kuwait, Oman, Iraq, Algeria, Kazakhstan uh, cũng cùng nhau cắt tổng cộng là chúng ta có con số rất là kinh khủng luôn là 1.16 triệu thùng dầu sẽ bị đi mỗi một ngày các bạn đây là một cái sản lượng dầu giảm rất là đáng kể và giảm hầu như từ đây đến cuối năm luôn Tại sao vậy thì đương nhiên đó là cái nhóm OPEC Plus đã từng nói là họ cần dầu ở mức là khoảng 100 đô à, thì họ mới có thể là hoạt động được chứ nếu giá dầu ở mức thấp đó thì họ sẽ không thể nào mà có cái thu nhập cần thiết được à, và đương nhiên chúng ta đã biết là cái cuộc chiến giữa chính quyền của tổng thống Joe Biden và cái nhóm OPEC Plus này đã, đã diễn ra mấy tháng nay rồi à, và chúng ta cũng đã biết là mấy tháng nay thì giá dầu thực sự mà nói vẫn ở mức là từ 70 cho đến 75 một thời gian dài luôn các bạn cho dù là OPEC Plus trong những mấy tháng qua đã cố gắng cắt cái sản lượng dầu nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là giá dầu không có tăng một phần đó là Hoa Kỳ vẫn có dự trữ và đem dự trữ đó để mà đẩy giá dầu xuống thứ hai nữa là cái nhu cầu của dầu đã giảm xuống rồi các bạn tại vì kinh tế đang chậm lại thì bây giờ đó những cái quốc gia trong những OPEC Plus này họ hy vọng là cắt thêm 1.16 triệu thùng dầu nữa sẽ đủ để mà đẩy giá dầu lên có thể hay không đó thì chúng ta không biết được nhưng mà ngắn hạn đó thì chúng ta đã biết là ngay sau khi có thông tin đó thì hợp đồng dầu đã tăng lên rồi các bạn bây giờ mức là 80.8 À, và chúng ta biết được đây coi như là cái mức cao trong vòng mấy tháng qua rồi tại vì nếu chúng ta nhìn lại biểu đồ đó để thuận các bạn thấy biểu đồ trong vòng là 6 tháng qua chúng ta có thể nhìn thấy được là giá dầu sau khi mà xuống cái mức cao đó từ 100 mấy đô xuống còn 90 rồi tới khoảng trình tháng 11 đó là giá dầu mãi từ đó tới bây giờ à, là chúng ta thường là cứ xoay quanh cái mức là 70 tới 80 80 là cái mức cao và chúng ta bây giờ đã ở cái mức cao trở lại rồi trong vòng mấy tháng qua giá dầu có tiếp tục tăng nữa hay không đó thì điều hoàn toàn có thể các bạn chúng ta chúng ta bây giờ chỉ mới thấy cái ngày đầu tiên mà thôi chúng ta vẫn thật sự chưa có thấy được là cái sản lượng dầu cắt như thế này nên nó sẽ ảnh hưởng dài hạn ra sao nhưng mà ít ra ngắn hạn đó, hợp đồng dầu đã có một cái sự tăng trưởng rồi thì tại sao mà chúng ta lại quan tâm đến giá dầu như vậy các bạn như thế nào mà à, theo dõi kênh này một thời gian các bạn cũng đã biết rồi dầu đó rất là quan trọng tại vì sao các bạn tại vì dầu à, không những là các bạn dùng để mà đổ xăng các bạn dùng trong những nhà máy hầu như dầu đó nó ảnh hưởng tới cả thị trường luôn các bạn cả nền kinh tế luôn dầu là cái thứ mà chúng ta cần để mà di chuyển hàng hóa cần để mà sản xuất hàng hóa cần để mà đổ xăng cho nên khi mà giá xăng dầu tăng lên thì cũng đồng nghĩa là những hàng hóa đó cũng phải tăng giá lên các bạn tại vì chi phí vận chuyển sẽ cao hơn chi phí sản xuất sẽ cao hơn cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát và trên căn bản đó chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát bị ảnh hưởng rất nhiều đến giá dầu cho nên chúng ta mới thấy được là core CPI là một cái Phước đo mà không tính lương thực và năng lượng tại vì lương thực và năng lượng là hai cái mảng rất là có sức ảnh hưởng nhưng mà lại rất dao động cho nên core CPI thì không tính cái phần đó chúng ta đã biết là cái lần kế tiếp đó mà CPI sẽ công bố có nghĩa là phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ sẽ công bố là ngày 12 tháng 4 có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng 10 ngày nữa là cái ngày kế tiếp CPI sẽ công bố mà chúng ta cũng đã biết là khi mà nhìn vào lịch sử đó thì chúng ta nhìn vào cái công bố gần đây nhất là tháng 2 của năm 2023 có nghĩa là công bố hồi tháng vừa rồi đó tại vì lúc nào chúng ta cũng phải đợi tháng sau mới có cái chỉ số của tháng trước đó. Thì chúng ta đã được là những cái Phần mà thường có cái sự dao động mà ảnh hưởng nhiều đến phần trăm lạm phát đó chính là năng lượng và thực phẩm. Và chúng ta nhìn thấy được là fuel oil, có nghĩa là xăng dầu đó, có thể hiểu đơn giản là như vậy. Chúng ta đã được đây là một trong những cái mảng mà giảm liên tục trong một thời gian dài. Chúng ta được là tháng 12 giảm 16.6, tháng 1 giảm 1.2% và tháng 2 mới nhất là giảm 7.9%. Và đây là một trong những phần mà ảnh hưởng dẫn đến là chỉ số CPI có xu hướng là đi xuống Nếu như mà chúng ta thấy được là xăng dầu không đi xuống nữa thì sao các bạn Chúng ta vẫn thấy được là còn rất nhiều những bài hàng khác Trên căn bản đó thì vẫn không có dấu hiệu đi xuống Chúng ta vẫn thấy được là tháng này và tháng kia Cái phần trăm lạm phát vẫn tăng và tăng và tăng Nếu như mà giá dầu mà không tiếp tục giảm nữa thì CPI có khả năng là lại sẽ leo thang nữa Đó là cái sự lo ngại lớn nhất hiện bây giờ à, Chúng ta có thể là không thấy bất cứ một ảnh hưởng nào Trong cái à, tài liệu CPI tháng này hay là tháng sau đâu Các bạn có thể là và bốn tháng sau thì cái sản lượng dầu bị cắt này mới thấm vào trong thị trường tại vì chúng ta có một cái sự trì hoãn thì có chắc chắn là CPI sẽ tăng hay là không thì cũng không có gì có thể chắc chắn được hết các bạn tại vì CPI là một chỉ số đo lường rất nhiều mặt hàng đương nhiên năng lượng thực phẩm là cái phần lớn nhưng mà chúng ta cũng thấy được là một trong những phần lớn khác nữa đó chính là sau thừa có nghĩa là đi mướn nhà các bạn và cái mức mướn nhà này đó có nghĩa là cái mức mướn bất động sản thì có sự trì hoãn rất là lớn và nhiều dẫn chứng cho thấy được là khi mà chúng ta có CPI trong tháng tới đây đó thì khả năng là cái mức giá mướn nhà đã giảm xuống rồi, cho nên có khả năng là chúng ta sẽ thấy được là những mặt hàng khác sẽ có cái xu hướng giảm. Cuối cùng đó thì những mặt hàng đó cũng phải bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chậm lại thì cũng phải giảm xuống mà thôi. Có thể là tới lúc đó những mặt hàng khác như là chúng ta nói tới quần áo, chúng ta nói tới nhà cửa, chúng ta nói tới xe cộ giảm xuống thì nó sẽ bù qua được cho dù là xăng dầu có cái xu hướng tăng trở lại cpi vẫn giảm chúng ta hy vọng như vậy mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy được những hàng khác giảm đồng lọt và đó cũng là một cái mối lo ngại mà chúng ta thấy đời chủ tịch fed luôn nói là chúng ta tuy thấy có một số những cái mặt hàng đã có sự giảm đáng kể so với một năm trước nhưng mà những cái mặt hàng còn lại thì vẫn chưa cho thấy cái sự suy giảm thì uh, chủ tịch fed tin là chỉ cần thời gian mà thôi chúng ta thấy cái sự suy giảm đó nhưng mà thời gian là bao nhiêu lâu đó là điều mà không ai biết được các bạn, cho nên chúng ta chỉ nói tới khả năng là CPI có thể tăng lại mà thôi Cũng giống như chúng ta đã thấy được là ở bên nhóm OPEC Plus thì họ có thể cắt sản lượng dầu bước nào mà họ muốn Nhưng mà có đảm bảo là giá dầu sẽ trở về 100 đôi không thì không phải đảm bảo hết các bạn Tại vì cắt sản lượng chỉ là một phần của bài toán mà thôi, phần còn lại là cái nguồn cầu các bạn Khi mà cái nguồn cung giảm nhưng mà nguồn cầu cũng giảm cùng tốc độ thì giá dầu cũng như vậy mà thôi chúng ta sẽ biết kết quả trong khoảng chừng là 3 4 tháng nữa nhưng mà đây là cái mối lo ngại đã bắt đầu có rồi. Ngay thời điểm này đó chúng ta thấy được là còn khoảng chừng một tháng nữa thì mới tới cái ngày hợp của Fed kế tiếp. Bây giờ chúng ta thấy được là đã thay đổi một chút. Cách đây khoảng chừng vài ngày là hầu như 50 50, 50% nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất nữa. 50% nghĩa là Fed sẽ tăng ngay thời điểm bây giờ ra thì giờ chúng ta thấy được là 60.7% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất 0.25 sau khi mà có cái thông tin liên quan tới là sản lượng dầu bị cắt tại vì người ta nghĩ là Fed lại phải tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát nếu như mà giá xăng dầu tăng trở lại và đây là cái thông tin mới nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái việc là cắt giảm xăng dầu và ảnh hưởng như thế nào đối với lại à, tình hình của nền kinh tế hiện bây giờ và tình hình của thị trường nhưng mà chúng ta thấy được là không phải ai cũng nghĩ là fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất đâu chúng ta cũng đã biết là mike norad thì nghĩ là fed sẽ không tăng lãi suất nữa mà sẽ chú tâm vào là siết chặt cái quy định liên quan tới cho vay và đương nhiên làm như vậy đó sẽ khiến cho cái dòng tiền bị siết chặt trở lại sẽ có hiệu ứng tương tự như tăng lãi suất nhưng mà làm như vậy đó thì dài hạn hoàn toàn là không ổn đâu tại vì ngân hàng bây giờ đã ở trong một cái tình trạng gọi là bất ổn rồi nếu như mà chúng ta siết chặt cái quy định cho vay nữa thì ngân hàng lại khó khăn hơn họ sẽ không có thể nào mà cho vay nhiều như trước đây được mà trong khi bây giờ đó, cho vay đã là khó khăn rồi tại vì lãi suất cao cho nên dài hạn đó có thể đó không phải là một cái giải pháp tốt đầu nhưng mà nếu như tăng lãi suất thì cũng cũng không hẳn đâu các bạn Tại vì nếu như tăng lại sức hoài Ngân hàng bây giờ đã cũng gặp rất nhiều khó khăn rồi Nếu như tiếp tục tăng lại sức nữa Thì còn bao nhiêu ngân hàng sụp đổ Chúng ta cũng không có biết Cho nên các bạn thường là Fed cũng khó ngủ Từ hôm qua tới bây giờ Nhưng mà cũng không phải ai cũng có cái suy nghĩ Gọi là nó quá bi quan đâu uh, Tom Lee thì là một trong những người mà bullish hơn Tom Lee thì nhìn vào những dữ liệu Như là chúng ta nhìn thấy được là Chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ đó Đã tăng hai quý liên tục rồi nhưng mà điều này chưa bao giờ xảy ra trong một mùa bear market Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khả năng chúng ta đã đi vào một mùa bull market mới rồi Chúng ta đã thấy cái đáy sau lần chúng ta rồi Chúng ta đã thấy đáy cách đây 6 tháng rồi Lạm phát rồi cũng sẽ được đẩy lùi theo thời gian Và Fed lại phải giảm lãi suất thả lỏng nguồn tiền khi mà kinh tế bất ổn sẽ dẫn đến một mùa bull run kế tiếp nhưng mà cho đến khi ngày đó xảy ra là chúng ta thấy được là tất cả những công ty lớn bây giờ họ đều à, đang trong cái à, tình trạng gọi là không có mở rộng như là mỗi công ty đó thì họ đều cắt giảm nhân viên chúng ta vẫn thấy được là những công ty họ tìm mọi cách để mà giảm chi phí và đương nhiên chúng ta cũng thấy được là Google cũng không ngoại lệ Google là một trong những công ty công nghệ trụ cột của thế giới các bạn Có thể nói được là cho đến khi mà những người đầu tiên bị Google sa thải đó Người ta cũng không có ngờ là có một ngày chúng ta đã thấy được là Google lại sa thải nhân viên Và Google chúng ta đồng biết đã lên cái quyết định là sẽ sa thải 12.000 nhân viên Có nghĩa là 6% của tất cả nhân viên Google Nhưng mà họ không ngừng ở đó các bạn Chúng ta đã nhìn thấy được là Google à, bây giờ đang tiết kiệm từng xu Tiết kiệm từng chiếc bánh Tiết kiệm từng chuyến xe bus tiết kiệm từng cái băng keo luôn <laughs> các bạn Để thằng chia sẻ ở Google đó thì những mà nào mà đã từng đến cái campus Google thì cũng đã biết đây là một trong những công ty mà họ cung cấp rất là nhiều những cái ưu đãi cho nhân viên chúng ta có thể có massage chúng ta có thể có học yoga chúng ta có thể có bánh ăn miễn phí và đồ ăn đều miễn phí hết à, thì Google nói là chúng tôi đã nướng quá nhiều bánh vào thứ hai cho xe bus công ty chạy khi chỉ có một hành khách và cung cấp các lớp học yoga vào chiều thứ sáu khi mọi người có nhiều khả năng làm việc tại nhà tất cả những ưu đãi này sẽ bị cắt giảm <laughs> nghĩa là họ nghĩ à, họ đã cung cấp quá nhiều và nhiều khi cũng không có đáng tại vì cũng không có à, hợp lý tại vì nhiều nhân viên bây giờ làm việc ở nhà họ cũng không đến công ty và google nói thêm là kim bấm giấy và băng keo không còn được cung cấp cho các máy in nữa và theo mặc định á, những nhân viên của google không giữ vai trò kỹ thuật nhưng yêu cầu máy laptop sẽ nhận được chromebook đây là đương nhiên cái máy được sản xuất từ google sử dụng chrome os các bạn đương nhiên họ tự sản xuất thì chi phí sẽ rẻ hơn đây là những cách mà Google tiết kiệm hiện bây giờ.